Dạ em xin phép kính thưa anh chị ạ. Kính thưa anh chị, hôm nay là ngày 14 tháng 9 năm 2023. Em tên là Định ở Quận Tâm, số điện thoại liên hệ là 0973 821 799. Kính thưa anh chị, hôm nay thì bên em cũng xin phép tiếp tục giới thiệu đến con chị một số các loại phong lan của khu vực rừng Quận Tâm. Thì hôm nay thì anh em đi về các loại như sau anh chị. Đầu tiên là cái bầu rượu hay gọi là túy lan đó anh chị. Thì cái mùa này thì cây nó cũng đã phát triển đầy đủ hết rồi. Thì hình như cây đang nhú nụ hoa sao anh chị. Thì mỗi phần thế này tầm cả mười mấy củ đó anh chị. Bên em bán với giá 50.000 thôi. Đâu anh chị sưu tầm. Thì hôm nay thì bên em cũng chia nó đều ra các tầm cả 6 7 phần thì đó anh chị. Mỗi phần 50.000, tầm cả mười mấy củ đó. Tiếp đến các phần loại khác như là cái loại giáng hương tam màu sắc anh chị. Ở chỗ em người ta gọi là giáng hương quế nâu đó, bởi vì cái màu hoa nó màu nâu nâu. Thì phần này bên em bán 50.000 thôi anh chị. Tiếp đến là cái combo này, combo cũng một số loại bên em bán 80.000 anh chị. Tiếp theo là cái thanh đạm. Cái dòng thanh đạm này hoa rất là to luôn. Người ta gọi là thanh đạm trung anh chị. Ở chỗ em thì hoa nó màu hồng. Đó con chị sưu tầm thì mỗi phần thế này bên em bán cái giá 40.000 anh chị, hai phần mỗi phần 40.000. Tiếp đến là hôm nay thì có cái phi điệp vàng. Phi điệp vàng thì cũng có ít hơn chị. Hôm nay anh em đi về được ít thôi. Một phần 90.000, phần 40.000 anh chị. Và cái hoàng thảo tam màu sắc nha, 50.000, kim đầu xuân 50.000. Tiếp đến là cái loại này thì không phải hoa lan đó anh chị. Cái này thì gọi là rau hâm. Thì cái này con chị chơi hoa rất là đẹp luôn này. Hoa bị hoa nó to và nó cái rau nó thòng thòng anh chị. Thì phần nhiều thế này bán 50.000 thôi anh chị. Và hai phần long nhãn này, mỗi phần 50.000. Và cái loại kiều ca mở gà, cái loại này thì bên em thường xuyên bán chị. Kiều ca mở gà thì cái dòng chỗ em thì thân nó hơi vuông, tuy nhiên vuông không có sắc cạnh thì con chị mua về số ho anh chị, bởi vì nó cái dòng này cái bản chất nó có thể nó số ra được hai cái mặt kho, một là cánh trắng hoặc màu cam hoặc là cánh màu vàng nhạt hoặc màu cam chị. Cái này là cái đặc điểm vùng miền thì con chị mua về số ho cho nó chính xác nhất anh chị. Thì con chị liên hệ đặt hàng có thể gọi trực tiếp đến bên em đầu số là 0973 821 799. Con chị cũng có thể nhắn tin gọi qua Zalo số tôi vừa đọc. Thì các mức giá thì bên em báo thì chưa bao gồm cái phí ship. Phí ship bên em sẽ đồng giá 30.000 cho tất cả các đơn hàng anh chị. Bên em xin phép đi vào cái đơn hàng số 1 này, là cái dòng kiều ca mở ga. Kiều ca mở ga thì phần số 1 này thì bên em bán theo cái mức giá thanh lý anh chị. Tuy nhiên thì tình trạng cây rất là tươi và lá nó nhiều lắm chị. 190.000, tầm cả 2 kg anh chị. Tầm cả 2 kg, tuy nhiên thì bên em bán theo dê, bởi vì hàng tươi thì nó sẽ hao con chị, thành ra con chị cứ tính theo giờ thì nó chắc nhất con chị. Còn có 1 dê này, tình trạng cây tươi 2 dê đó anh chị. Giờ số 3 này, 3 dê này, giờ số 4 này, giờ số 5 này, giờ số 6 này, giờ số 7 đó anh chị. Tiếp đến là giờ số 8 này, giờ số 9, giờ số 10 này, giờ số 10, 11, 12 giờ đây anh chị, 13 giờ này, giờ số 14 này, 15 giờ này, tiếp đến giờ số 10, 16 đây anh chị này, giờ số 10, 17 này, giờ số 18 này, giờ số 19 này, 20 giờ này, 21 giờ, 22 giờ, 23 giờ, 24, 25 giờ anh chị, 24, 25 giờ. Thì cái như thế này thì tình trạng cây tươi và khá đẹp, tuy nhiên nó ít đẹp hơn những phần kia thì bên em bán theo cái giá thanh lý thôi, 190.000 tầm 2 kg, vì cái số lượng giờ như bên em vừa giới thiệu anh chị. Tiếp đến phần số 2. Phần số 2 bên em bán 90.000. 90.000 anh chị. Này thì hàng dài. Cái này thì nó vẫn số hoa bình thường hết cho anh chị này, những cái thân này anh chị. Đó, 2 giờ này. Giờ số 3 đây anh chị. Giờ số 4, 4 giờ này, 1 kg này. Bởi vì thân nó mập thành ra nó nặng ký chị, bên em ăn 90.000. Phần số 2. Nếu cái phần từ phần số 3 tới đây là phần sẽ đẹp hơn phần số 1, số 2 rất là nhiều. Phần số 3 là bên em ăn 100.000 anh chị. Có 1 giờ này. Cái dạng kiều cho em như thế này anh chị, vuông hẳn thì nó cũng không vuông hẳn đâu anh chị,
Quân hắn người ta gọi là kiều quân hay là thủy tiên trắng này. 1 2 giờ này. Số 3 này. Số 4 này. Giờ số số 5 này anh chị này. Giờ số 6 này. 7 giờ này. 8 giờ này. 9 này. 10 giờ này, bên em bán với 100 nghìn. Kiều camera phần số 3 100 nghìn. Tiếp đến kiều camera phần số 4. Số 4 thì bên em cũng bán với 100 nghìn rồi anh chị. Số 4 100 nghìn. Còn có 1 giờ này. 2 giờ này. 3 giờ, 4 giờ, 5 giờ, 6 giờ, 7 giờ, 8 giờ này, quy giang 100 nghìn, phòng số 4, đây là con chỉ giờ giang số to. Phòng số 5 thì xâm xuê hơn tí, bên em bán với giá là 120 nghìn, kích cỡ này anh chị. Còn gồm có 1 giờ này, giờ số 2 này, giờ số 3 này anh chị, giờ số 4 này, giờ số 5 này. Giờ số 6 này. 6 giờ này bên em bán 120 nghìn. Còn số 5 kg mà ra phòng số 6 số 6 với giá 80 nghìn thôi. 80 nghìn này anh chị, kích cỡ nó. Còn có 1 giờ, giờ số 2 này. Giờ số 3 này. 4 giờ này bên em bán với giá 80 nghìn. 30 nghìn phải ship là 110 nghìn nữa anh chị. Phần số vừa rồi là số 6, tiếp đó giờ số 7 này. Số 7 thì với giá 80 nghìn luôn. Còn có 1 giờ, giờ số 2 này, giờ số 3, số 4, 4 giờ này bạn em ăn 80 nghìn anh chị. Phần số 7 chiều cao mà ra phần số 8 này. Số 8 này vừa dân 100 nghìn. 100 nghìn thì bao gồm có 1 giờ, giờ số 2 này anh chị, giờ số 3 này. Đặc biệt giờ số 3 nó đẹp. Phần này bạn em bán 100 nghìn anh chị. Phần số 8 chiều cao mà ra phần số 9 này. Phần 9 thì với 180 nghìn. Phần này thì nó sẽ dài hơn các phần kia. Phần này thì có 1 giờ. 1 giờ đây anh chị này. Tiếp đến giờ số 2 đây. Giờ số 2 đây anh chị này. Tiếp đến giờ số 3 này. Giờ số 3 đây anh chị này. Tiếp đến giờ số 4 này. 4 giờ này. Giờ số 4 đây anh chị này. Số 4 này. 4 giờ này mình đang bán 180 nghìn. Phần số 9 tiếp đó là các loại khác như là cái hoàng thảo tam màu sắc. Phần hôm nay thì có một phần thôi, 50 nghìn. Phần này thực ra bên em bán cách đây 2 ngày rồi anh chị. Thì cái dòng này, lá nó giờ bị xuống lá thế này. Tuy nhiên thì cây nó đã thắt ngọn, gần như thắt ngọn đầy đủ hết rồi anh chị. Đi ngọn gần như đầy đủ hết rồi. Thì bên em bán cái phần này 50 nghìn anh chị này. Thân thì mập mạp. 50 nghìn hoàng thảo tam sắc, cái dòng này dòng thân thông và hoa rất là to luôn. Tiếp với cái kim được xuân. Kim xuân thì 50 nghìn. Còn này thì quá nhiều luôn rồi. Em bán 50 nghìn thôi anh chị. Đâu anh chị sưu tập 50 nghìn kim được xuân. Rau hâm. Rau hâm thì cũng có giá 50 nghìn. Rau hâm nữa anh chị. Một củ thế này của anh chị trồng là một chậu xum xuê rồi. Đây. 3 củ này, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50 nghìn. Rau hâm. Tiếp đó là cái hoàng thảo long nhãn. Long nhãn phần số 1 bên này bán 50 nghìn anh chị. Dòng này dòng thân dài. Còn có 3 dề dài long nhãn. Hoàng thảo long nhãn 50 nghìn. Số 1. Long nhãn phần số 2 cũng với giá 50 nghìn anh chị. Số 2 50 nghìn. Thì phần này cũng có một số cái giờ ngắn ngắn thế này anh chị. 4 giờ ngắn này. 5 giờ ngắn này. 6 giờ ngắn này. Còn lại dài, 1 giờ dài này, 2 giờ dài này, 3 này, 4, 5 giờ dài. Này cũng 50 nghìn thôi anh chị, còn số 2. Tiếp đó là các cái phần bầu rượu đây. Bầu rượu thì mỗi phần thế này bên em bán với giá 50 nghìn thôi anh chị. Còn có 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6, 7 này, 8 này, 9 này, 10, 11. Tầm 10, 11 cụ thế này, với giá là 50 nghìn. Thì cái bầu rượu hay gọi là túi lan anh chị, thì cái dòng này rất là dở trong. Em thấy rất là dở trồng luôn. Của chị trồng lưu ý nó đừng có ẩm quá, nó sẽ thối anh chị. Còn lại thì rất là dở trồng. Của chị về không cần trồng gì hết, của chị cứ dựng đứng thế này thì nó sẽ lên mầm lên lá rất là tươi tốt luôn. Đó. Bầu rượu là 50 nghìn một phần anh chị. Hôm nay bên này có 5 phần bầu rượu thôi. Đó là cái phần cái phi điệp vàng.
Vida vàng số 1 này, mình đang bán 90.000. À, gồm có một giờ này, giờ này thì giờ thân rất là mập mạp luôn. À, cái bầu cái dòng này dòng lá mỏng, à, thành ra vận chuyển có thể là lá nó sẽ vàng tí. Với lại cái hồng thảo long nhãn lúc này nữa anh chị. À, thế là giờ số 2 này, giờ số 2 này nó rất là xâm xê, nhiều nó nhiều thân, toàn thân tơ không. À, phần này bên em bán với giá là 90.000. Còn số 2 là 40.000 anh chị. Phi đập vàng số 2 40.000. À, số 2 là 40.000. Tiếp đó là cái thanh đạm trung hay gọi thanh đạm nâu đó anh chị. Ở chỗ em thì hoa màu vàng. À, quá, em xin lỗi, hoa màu hồng. À, dòng này hoa to. À, hoa cá to là một phần bên em bán với giá là 40.000. 40.000 thì này thì tầm cả 1 kg đó anh chị. À, hai phần, mỗi phần thanh đạm này với giá 40.000. Tiếp đó là cái combo. Combo này bên em bán với giá là 80.000 đó anh chị. Này, combo 80.000 thì con chị đã sưu tầm. Còn có cái rau rồng anh chị này. Này, 2 giờ đậu rồng này, 3 này, 4 giờ đậu rồng này. Tiếp đó là cái có một về cái loại này gấm Thượng Hải đó anh chị. Này, rau rồng này. Và một số cây cây miền kín nữa. Bên em bán với giá 80.000. Đây con chị sưu tầm. Và cái giáng hương quế nâu. Giáng hương quế nâu thì cái dòng này lá dày lắm. Đó. Thì phần này bên em bán 50.000 thôi, gồm có 2 cây này, 3 này, 4 này, 5 này. Đây, phần có chỉ có một cây lớn này nó bị lỗi thôi anh chị. Còn lại thì cây đẹp, 50.000 thôi. Thì buổi tối hôm nay thì bên em cũng có một số các cái loại phong lan của khu vực rừng Kon Tum. Cũng xin giới thiệu đến cô anh chị. Cảm ơn cô anh chị đã quan tâm theo dõi ạ. Bên em cảm ơn rất nhiều ạ.